nói là tại vì bữa hôm con có ra đây một tháng thì nói là sau một tháng thì dạy con cấp tù. Giờ đã được một tháng rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy con sống độc cư ở trong một tháng là con thấy như thế nào? Con thích sống một mình không? Dạ được. Con... À được rồi, tốt rồi đó. Đó là một tháng để trắc nghiệm, để biết sống một mình. Mà khi sống một mình rồi á, thì từng cái tâm niệm mà xảy ra trong một mình con thấy nhiều không? Dạ, thì nó đúng. Nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ cái nọ, thấy người ta đi qua lại đó, thấy không? Thấy nhiều. Nhưng mà con cũng không có muốn nhìn. À, tốt. Dạ. Con cứ trình bày hết trong một tháng của con đọc được. Dạ, tại vì một tháng thì con cũng không có ở trong thất nhiều, là vì con đi lên con phụ bếp với trên cái kem, xin cho con lên phụ bếp đó này. Vậy thì phụ bếp mà khi mà thấy người này làm như vậy vậy đó, con có tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng không? Dạ có, con có. À, vậy là tốt rồi, vậy là quý rồi. Bởi vì khi mà ở trong thất mà không có ra ngoài đó thì nó sẽ cái khác. Mà khi ra ngoài lao động với mọi người để nấu bếp đó, thì nó có những cái chướng ngại pháp của nó. Dạ. Thì trong chướng ngại pháp của nó thì nó có pháp nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Có phải không? Mà con có giữ đúng ba cái đức hạnh này không? Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, coi như bây giờ ai làm tôi vui vẻ không buồn phiền ai hết. Dạ. Có đúng không? Dạ có. À có, như vậy là giải thoát rồi. Như vậy là tiếp tục nói với thêm để xả tâm. Phải không? Dạ con có coi trong sách thì con bản thể ra con cũng có biết. Ừ. Đó thì bây giờ tiếp tục nói với thêm để xả tâm nữa, coi ai có nói mình gì đâu. Để mình tiếp tục mình xả, xả cho rút ráo, xả cho sạch. Xả sạch rồi thì bắt đầu tới đó thì biết. Vậy trong cái hai thời tối với khuya rồi con có tập cái gì là con cứ tác ý à, tối đáng. Khuya tối khuya thì con cứ tác ý tâm bất động thần tại ngồi chân coi thì coi nó còn muốn cái gì đây, nó còn muốn nói cái gì đây. Dạ. À coi nó nhớ hồi đó mình nấu cơm hoặc là phụ làm lặt rau gì đây, coi bộ còn gì chứng chướng ở đây để mình sợ tiếp. Dạ. Thấy không, còn hiểu không? Tất cả những cái gì ở trong ban ngày nó đã qua đó, nó sẽ hiện ra rồi, cái quá khứ của cái thời gian nó lâu nó sẽ hiện tới nữa chứ không phải nó không, nó im lặng nó bất động thì quá tốt rồi, mà sợ nó không được thôi. Cho nên trong khi đó mình ra mình lao động để cho mình nghiệm theo cái tâm của mình tốt. Dạ. Lắm, bây giờ con tiếp tục nấu cơm nữa đi. Dạ, nhưng mà con có cái là lúc trước con cũng bị tưởng con nói như vậy. Ừ. Rồi thành ra những cái trạng thái đó giờ con có tác ý để xả nó rồi sao? À thì coi như là buổi khuya buổi tối có tác ý xả ngồi chân thế để không cái tưởng của con nó còn nó hiện ra, tiếp tục xả cho hết ba cái tưởng. Thế này con đi, con xả là con tác ý sao? À tác ý tất cả những cái trạng thái tưởng này dẹp, họ không có được xài gì đâu, đừng có hiện về vô đây. Dạ. Tao ngồi chơi với tao, chơi tụi bay nữa đâu, đi. Dạ thì lúc đó là đúng. Con cũng vẫn tác ý con tác ý bất động tâm bất động. Ừ, đúng vậy con. Dạ. Rồi là có những lúc con bị buồn ngủ đó, cái con tác ý cái câu là con theo cái cuốn thiền căn bản đó. Ừ. Con nói là tâm không có ham ngủ nữa, phải tỉnh táo. Thì lúc đó tự con mắt con nó nhẹ lại, thì cái đó là cái ý thức của con nó thực hiện được cái đó hả thầy? À, cái ý thức lực của nó. Dạ chứ không phải là bị tưởng thôi. Không phải bị tưởng mà, cái ý thức lực của con. Tại vì con, bởi vì cái ý thức con tác ý mà. Dạ. Con thì con chỉ sợ nó lọt vô tưởng, nó không phải tưởng đâu, nó làm cho con như không vậy. Không phải là cái ý thức lực của con. Con cũng sợ dạ. Không phải, thì không phải khi tưởng. Mà con chỉ tác ý cái câu đó thôi. Ừ. Thì con thức được suốt cái buổi đó cũng được. Ừ. Nó tỉnh. Đó là ý thức lực nó có. Nó có con tác ý cái nó hiệu quả. Nhưng mà nó chỉ được một chút thôi. Ừ. Rồi một hồi cái con tác ý lên nó như là nó nặng nặng, con mắt nó muốn ngủ nữa. Ừ. Còn tác ý câu đó nữa. Ừ. Thì nó lại sáng lại. Ừ. Thì con cứ liên tục tác ý cái câu đó. Tác ý để phá. Dạ như vậy là con xài như vậy. Đúng. Con xài cái câu đó là đúng không thầy? Con tác ý câu đó được. Bởi vì dùng ý thức. Sau khi mà cái ý thức con tác ý như vậy á, nó trở thành ý thức lực. Dạ. Chứ không có gì đâu. Phá được cái buồn ngủ của mình, phá được cái lì lì của mình mà bằng cái tác ý đó thì quá tuyệt rồi. Con tác ý như vậy là tốt, không có gì đâu. Dạ vậy là con tiếp tục được. Rồi tiếp tục đi, tiếp tục nấu cơm. Dạ rồi. Ừ. Vậy rồi chúng ta nấu cơm chứ ta thành Phật mấy con không có chuyện chơi đâu. À tâm bất động thì tốt rồi, nhưng mà khi tu tập nó phải dẹp hết á, không có còn đất đai nhà cửa rồi này, dẹp sạch. Ở đây không có tài sản nữa. Bây giờ cái thân này cũng bỏ luôn thì mới tu được. Chứ còn tính tôi còn cái thân này thì không có được.
Cho nên ở đây coi như là tôi chỉ còn biết tâm bất động, chứ còn hoàn toàn. Bây giờ mình chết rồi mình cũng ở trong tâm bất động, chứ bộ mình mang cái thân này theo à? Có phải không mấy con? Cho nên đối với cái thân mình cũng còn không ra gì, xuống hồ là bao nhiêu cái những cái sự việc của gia đình của mình, tất cả mọi việc đều là sắp xếp cho nó rồi. Chứ đừng có để nó kéo dài chuyện này tới chuyện khác, thì nó làm cho tâm mình động. Thì tức là dù là mình có ngồi nó bất động im lặng như vậy, nhưng mà cái hoàn cảnh của mình nó chưa cho phép mình bất động, thì mình sẽ kéo dài không nổi. Cho nên phải dẹp hết. Bây giờ thầy nhắc thêm mấy con như thế này. Cái người tu á, thân tâm họ thanh tịnh thì thân thanh tịnh mấy con. Cho nên gì khi mà cái thân thanh tịnh người nữa còn kinh. Mấy con mình nhớ nó hay đến cái mức độ đó mấy con. Tại mấy con chưa thanh tịnh cho nên thân mấy con nó còn bất tịnh. Cho nên mấy con tu mấy con sẽ thấy vấn đề đó là cái vấn đề của thế gian chứ không phải vấn đề của mình. Cho nên cái người tu thanh tịnh dù là một cái người phụ nữ mới lớn rồi họ vậy, mà không bệnh đau gì hết, nó thay đổi toàn bộ cơ thể, cái cơ cấu của con người, cái tâm bất động thanh tạng này, nó chuyển biến nó thành. Cái người nam chúng ta thay đổi hết rồi. Bởi vì coi cái thân thì ông Phật bằng xương bằng thịt, chứ trong đó nó thay hết, nó mới thanh tịnh được, chứ không phải đâu. Cho nên mấy con tu đúng thì mấy con giữ đúng rồi mấy con sẽ thấy mấy con sẽ nhìn nó thanh tịnh hết. Còn mấy con tu chưa đúng mấy con còn bị bất tịnh, do đó là do mấy con còn phạm tội vậy, chứ không có gì đó. Chứ không phải là tu đúng rồi mình còn phạm phu như người phạm phu quá hay còn phạm quá. Thì nó tại sao cái cơ thể con người ta cấu kết như vậy, người phụ nữ cấu kết như vậy mới có con được, mà tại sao nó tại sao tu rồi nó lại thay đổi toàn bộ, nó còn là cái người phụ nữ mới con đó, nó như vậy nó mới lập Phật được chứ đâu phải dễ. Cho nên chỉ có cái tâm bất động mà nó chuyển biến thay đổi, nó thay đổi nhân quả, người nữ nó thành ra người nam mất rồi mấy con. Trời đất ơi, quá tuyệt vời. Ở đây thì mấy con không ngờ mà hôm nay nhờ cái bức thơ này nói, thầy chỉ nhắc cho mấy con nỗ lực tu mấy con sẽ được thanh tịnh. Buồn ngủ chỉ có còn cái đi kinh hành thân hình niệm thôi con, và ôm chặt cái pháp thân hình niệm thì sẽ không buồn ngủ. Bởi vì nó buồn ngủ tức là nó chưa tỉnh thức đầy đủ, nó còn si, mà ôm pháp thân hình niệm á, thì nó sẽ phá tâm si của mình, phá tâm si của mình. Mà pháp thân hành niệm mà đi kinh hành á, đó là một pháp trong 13 pháp của thân hành niệm. Cho nên mình ôm chặt nó như củ xe, như kiên cố như củ xe, như căn cứ địa, thì không có cái gì mà lọt được nó được. Bởi vì mấy con đọc cái pháp thân hành niệm, nghĩa là mỗi cái pháp nào mấy tu nó, mấy con tu nó trở thành 13 pháp mà mấy con tu cho nó trở thành căn cứ địa, nó trở thành như củ xe kiên cố, thì mấy con sẽ thấy nó là lợi ích rất lớn cho mấy con. Cho nên pháp thân hành niệm mà nó 13 pháp tu trong đó chứ không phải một pháp. Mà giờ đó mình thấy bây giờ mình bị nè, hôn trầm thùy miên nè, nhiều nè, thì đó là mình phải dùng cái đi kinh hành phá rồi, không thể ngồi được, không thể ngồi đó quán được đâu. Không, còn bây giờ mình ngồi mình không buồn ngủ mà ngủ lăn xăng hoài, bây giờ mình tu định vô lậu quán đem ra tu di suy, nó phải tùy theo mỗi người. Mà người ta ôm pháp thân hành niệm mà ta tu, chứ đâu phải mấy con muốn tu pháp nào tu đâu. Mấy con hồng trầm thì miên thì đi kinh hành. Còn mấy con bị tâm nó loạn tưởng, nó không có buồn ngủ ngồi đâu, nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nó chuyện nọ, thì mấy con đem đó mà quán định vô lậu. Nghĩa là nó nghĩ thì mấy con quán cho mày tập quán cho đúng đường đi của nó, phải không? Lấy cái động thì diệt cái động thì nó thành tỉnh chứ gì. Mình lấy cái si, mình lấy cái động mình giết cái si, nó mình đi kinh hành. Tất cả những cái này Phật pháp đã trang bị chúng ta đầy đủ phương pháp đó. Mà gồm những cái phương pháp đó đều nằm trong pháp thân hành.
Cho nên vì vậy mà pháp thân là niệm bảo chúng ta tu kiên cố như cuốc xe, trở thành căn cứ địa. Không tu pháp nào thôi, mà tu pháp đó phải tu cho chín chắn, tu cho trở thành căn cứ địa. Cái tu lơ lơ, tu mơ mơ, làm sao được mấy con. Cho nên vậy mấy con thấy thầy nói như vậy à, bảo tu hết không đàm thì miên thì thôi. Mà mấy con thấy bây giờ mình thả cái pháp này ra, hồi đó mình tu thì thấy nó hết buồn ngủ, nhưng mà thả ra buồn ngủ chứ như vậy đâu phải. À, bây giờ con thấy ôm pháp thân hành niệm, bây giờ suốt ngày đêm nó không có buồn ngủ chỗ nào hết, đến lúc đó như vậy là căn cứ địa rồi đó mấy con. Còn giờ xả ra nó gục tới gục lui đây, bây giờ ngồi đó ôm pháp thân hành niệm tu tập lại chưa căn cứ địa đâu. À, con hiểu chưa? Rõ ràng là mấy con tu còn buồn ngủ, còn ham ngủ. Bữa nào mất ngủ, thầy ơi sao đêm nay con mất ngủ quá như thế này, không biết bệnh đau gì nữa. Ở đất ơi còn lo ngủ, tu hành mà sợ sợ thức thì thầy không biết sao. Cầu cho nó thức được thì má mừng, chứ sao nó tỉnh nha. Hiểu chưa? Thầy ráng tu đi mấy con. Rồi bây giờ con phải nỗ lực con tu, có không đồng thì nghiêng phải về. À, nói với cô Huệ Ân á, cứ ôm chặt, bây giờ lớn tuổi rồi, cứ ôm chặt pháp tâm bất động thanh tạng là chưa sợ. Cô Huệ Ân chỉ ôm bao nhiêu đủ rồi, không cần phải ôm. À, cuối cùng cô chết và ở trong tâm bất động thanh tạng, không có gì đâu mà sai. Cái công phu của cô tu lâu rồi thì đến hôm nay thì thành Phật được. Chúng con hỏi chưa hết, con chưa hỏi. Bây giờ dành bên Nam, cho bên Nam hỏi. Cho bên Nam hỏi.